Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ngôi chùa Tây Lai Tự. Thì đây là một ngôi chùa của người Đài Loan á các bạn. Thì hôm nay mình có dịp đi LA là Los Angeles á. Thì mình ghé cái ngôi chùa Tây Lai Tự này lần đầu tiên. Đây là một cái ngôi chùa mà các bạn không thể tưởng tượng được. Nó rất là đẹp và nguy nga rộng lớn luôn á. Nhìn từ trên xuống dưới thì các bạn có thể ngắm được những cái cảnh đồi núi rất là đẹp. Mùa này mà đi lên cái ngôi chùa này á các bạn, thì mình phải lên mạng và đăng ký trước. Còn không á thì mình phải mất hết 10 phút ở phía dưới á các bạn. Và mình phải làm thủ tục đăng ký rồi mới được vô trong. Vì tình hình dịch bệnh cho nên là người nào mà có dự định á, mà muốn đi tới ngôi chùa Tây Lai Tự này á, thì mình lên online mình xem và mình đăng ký để có thể vào cổng nhanh hơn. Vì lần này mình đi á các bạn thì mình không có biết, cho nên là mình tới cổng thì mình mới đăng ký, đâm ra thì mất thời gian một chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong xem toàn cảnh chùa Tây Lai Tự cùng các bạn nha. Trong những cái dịp lễ Tết thì ngôi chùa này cũng được lựa chọn là một trong những ngôi chùa mà rất là nhiều Phật tử tới đây để tham quan và cầu may mắn trong những cái ngày lễ Tết. Ở phía trên đó là chánh điện các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên hướng bên này. Tại vì ở trên chánh điện là các sư đang tụng kinh và không cho quay phim và chụp hình. Từ đây mà mình nhìn lên cái chánh điện á, thì mình thấy có một cái quang cảnh rất là uy nghi và hùng tráng á. Thì cái ngôi chùa này nó có một cái kiến trúc rất là truyền thống Phật giáo Á Đông. Khi mà mình tới đây thì mình ấn tượng nhất là ngôi chùa này rất là rộng lớn nữa các bạn. Đặc biệt thì các bạn nhìn thấy đây là tầng 2, có rất là nhiều những cái lồng đèn màu hồng và màu đỏ treo rất là đặc biệt. Hôm nay mình đi thì rất là vắng vẻ và ở đây mình có một cái cảm giác rất là yên tĩnh luôn. Mình tìm hiểu thì được biết là chỗ này là Đại Hùng Bảo Điện. Đây chính là một trong những cái ngôi chùa chánh ở trong Tây Lai Tự. Thì các bạn nhìn thấy Tây Lai Tự rất là rộng lớn và chia ra rất là nhiều nơi. Khi mà rời ngũ chánh điện thì đây là một cái khoảng sân đình rất là rộng lớn và mình có thể nhìn thấy bao quát hết tất cả ha. Nơi đây thì có thể chứa được hàng ngàn người luôn á, tại vì mình thấy rất là lớn. Thì thường thì mình được biết là nơi đây hay tổ chức những cái buổi thuyết giảng hay là những nghi thức ở ngoài trời á các bạn. Thì rất là được nhiều người quan tâm tới và tham gia vào những cái lễ hội ở chùa Tây Lai Tự này. Và cái hành lang hai bên của Đại Hùng Bảo Điện thì mình nhìn thấy được rất là đẹp luôn á. Ở đây thì có treo rất là nhiều những cái lồng đèn màu đỏ rực rỡ luôn á mọi người ơi. Mình rất là thích những cái lồng đèn màu đỏ mà to giống như vậy á. Nhìn rất là đẹp ha. Thank you.
bạn nhìn thấy ở phía bên đây là chánh điện, thì ở chánh điện là người ta không có cho quay phim á, cho nên là mình không có quay bên trong được, nhưng mà mình đi vòng vòng tham quan hai bên này thì mình thấy rất là đẹp luôn á mọi người ơi, rất là tuyệt vời luôn á. Mình chưa bao giờ đi một cái ngôi chùa nào mà nó có một cái gọi là rộng lớn và trang trí đẹp tới như vậy luôn á. Đặc biệt là các bạn nhìn thấy những cái lồng đèn màu hồng và màu đỏ nè, ở bên này là màu đỏ, còn bên này là màu hồng, rất là tuyệt vời luôn, rất là nhiều những cái lồng đèn luôn á. Thì mình nghĩ là chùa Việt Nam với lại chùa Tàu nó khác nhau ở cái chỗ là chùa Tàu nó treo lồng đèn rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Tuy là hoa giả nhưng mà trang trí cũng rất là nghệ thuật và đẹp luôn á mọi người. Nhìn rất là tuyệt vời ha. Mình tìm hiểu ngôi chùa Tây Lai Phật Quang Sơn. Thì ở đây người ta cũng gọi Tây Lai Tự á. Thì cái chữ Tây Lai á được dùng với chủ ý là giao lưu văn hóa các nước cũng như Đông Tây, đâm ra thành nơi này gọi là chùa Tây Lai. Thì mình tìm hiểu và mình chia sẻ lại như vậy á các bạn, mà mình không biết là có chính xác hay không. Thì nếu như mà các bạn nào biết được ý nghĩa của cái chữ Tây Lai Tự thì mình có thể chia sẻ cho bạn bè, cho mọi người cùng được biết ha. Khi mà mình đến cái ngôi chùa này thì có một điều mà mình nhìn thấy được rất là quen thuộc, đó chính là cái cây mà mọi người rất là yêu thích trong những cái bộ phim kiếm hiệp cổ trang các bạn. Thì người ta gọi cái cây này là cây cầu phước. Lần đầu tiên mà mình nhìn thấy cái cây này ở ngoài đời luôn á. Thường thì mình thấy trong những bộ phim mà mình thường hay coi á, là mỗi lần mà người ta muốn cầu nguyện một cái gì đó đó thì người ta tới ở chỗ cái cây cầu phước này á, xong người ta viết lên trong những cái vải lụa đỏ những cái lời cầu nguyện sức khỏe, may mắn, gia đình bình an gì đó. Xong rồi á thì người ta sẽ cột vào trong một cái cục đá, xong mà người ta thảy lên trên cái cây đó để cho cái lời nguyện của mình được trở thành hiện thực. Đó là trong những cái bộ phim mà mình coi á các bạn, thì là nó giống như vậy đó. Âm ra thì bây giờ thì mình nhìn thấy cái cây này á, âm ra thì mình nhớ là những cái bộ phim mà mình coi á, mình thấy nó hay hay làm sao á. Những miếng gỗ mà được điêu khắc rất là độc đáo luôn à các bạn. Thì xung quanh đây thì mình có thể nhìn thấy được trưng bày rất là nhiều những cái tượng Phật. Nhìn kiến trúc theo kiểu truyền thống Phật giáo của người Trung Quốc ha, và rất là rộng lớn luôn á các bạn. Thì ở đây bao gồm rất là nhiều cái chỗ giống như là cái cổng tam quan là một nơi, rồi Đại Hùng Bảo Điện là một nơi, là chánh điện á, rồi Ngũ Thánh Điện, rồi Thiền Đường, Ngũ Quang Đường và phòng triển lãm nghệ thuật Phật Quang Duyên. Và ở chỗ này thì mình có thể thấy được rất là nhiều những cái tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây. Thì mình đi vào trưa đó các bạn, thì mình thấy có ánh nắng nó chiếu xuống giống như là hào quang của Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn. Nhìn rất là tâm linh thanh tịnh. Nếu như mà các bạn nào mà mình có tới miền Nam California chơi á, thì mình nên ghé qua ngôi chùa Tây Lai Tự này nha các bạn. Thì mình thấy đây là một trong những ngôi chùa rất là đẹp luôn á. Và địa chỉ để đến ngôi chùa này thì mình sẽ viết ở bên dưới nha các bạn. Nếu như mà các bạn nào quan tâm và muốn đến nơi đây tham quan á,
thì mình sẽ chia sẻ chi tiết địa chỉ rất là đầy đủ. Mình sẽ viết địa chỉ và số điện thoại ở trong cái phần miêu tả. Hay là các bạn có thể lên mạng bấm vô chùa Tây Lai Phật Quang Sơn thì nó cũng có hiện ra địa chỉ đầy đủ. Và đặc biệt có một điều là vì tình hình dịch bệnh cho nên là mùa này đi thì các bạn phải lên online để mà mình check in trước á. Và mình tới sớm một chút xíu thì mình có chỗ đậu xe gần. Còn không thì mình cũng biết ở phía sau nó cũng có chỗ đậu xe. Nói chung là ở nơi này người ta cũng chuẩn bị chỗ đậu xe rất là nhiều cho mọi người luôn. Nhưng mà nếu như mà mình đăng ký trước thì mình sẽ không có mất thời gian ở trước cổng cũng 5-10 phút. Thì mình chia sẻ lại cho mọi người biết. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành một cái thời gian rất là quý báu ra xem video của con gái bà Tô ha. Và bây giờ thì mình xin dừng video này tại đây. Năm mới thì Bích Hải gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn và vạn sự cát tường như ý. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ha. Thì mình rất là cảm ơn tất cả những cái tình cảm mà các bạn đã dành cho mình từ trước tới nay. Xin chào và tạm biệt nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye mọi người.